Mến chào bạn, trong video này Cú sẽ kể cho bạn biết 5 cái nguyên nhân phổ biến khiến một trader cháy tài khoản là gì. Trader thì là những nhà đầu tư ngắn hạn, hoặc gọi là nhà đầu cơ, có thể trong nhiều thị trường khác nhau, chứng khoán cơ sở, chứng khoán phái sinh, tiền ảo, crypto hay là vàng, hay thậm chí cả là bất động sản, là forex nữa, đúng chưa nào? Video này sẽ cho bạn thấy rằng có rất nhiều nhà đầu tư giỏi giang, rất nhiều nhà đầu cơ rất giỏi, phán đoán thị trường rất là tốt, nhưng họ quản lý cảm xúc chưa đủ tốt và đôi lúc họ đánh mất mình, đánh mất bản thân của mình và sa vào một trong những sai lầm này khiến cho bị mất toàn bộ tài sản và khiến cho có một cái ác cảm và bỏ qua đi mất một cái cơ hội là kiếm lời khổng lồ từ một thị trường rất là thú vị là thị trường chứng khoán, thị trường tài chính, đúng không ạ? Nếu bạn là người đầu tiên đến với kênh của Cú Hùng Thái thì hãy nhớ bấm vào nút đăng ký, nút chuông và thông báo để không bỏ lỡ những cái video thú vị ở kênh của Cú nhé. Và cũng đừng bỏ qua cái phần mô tả của video này, trong đó có những cái phần link dẫn đến những cái kênh của Cú khác, như là kênh Postcard, như là kênh TikTok, như là kênh Facebook, để chúng ta có thể dễ dàng học về tài chính, dễ dàng học về chứng khoán và chia sẻ với nhau những kinh nghiệm và phương pháp đầu tư bằng nhiều cách khác nhau nhé. Ok, bắt đầu nào. Đầu tiên chúng ta phải hiểu rằng bản chất của thị trường chứng khoán, bản chất của thị trường tài chính ấy, là chỉ có 10% những nhà đầu tư là phù hợp với công việc lướt sóng mà thôi. Tức là công việc đầu cơ ngắn hạn ấy, không phải tất cả mọi người đều phù hợp đâu. Bởi vì công việc này là công việc nghiêm túc, một công việc khó khăn và đòi hỏi cái sự đầu tư cả về thời gian, cả về kiến thức, cả về rèn luyện bản thân mình thì chúng ta mới phù hợp được. Chính vì nhiều người không hiểu điều này cho nên là thống kê trên thị trường ấy, có đến 80% nhà đầu tư là lỗ, 10% là hòa và 10% là lãi. Tại vì sao lại như vậy? Tại vì ngay từ bước đầu khi họ bước chân vào thị trường chứng khoán, họ bước chân vào thị trường bất động sản, bước chân vào thị trường forex hay bước chân vào cái thị trường đầu cơ tiền ảo thì họ đã chọn sai công việc rồi. Họ không biết rằng là chỉ có 10% nhà đầu tư là phù hợp với công việc này thôi, đúng không ạ? Tức là bạn có thể bạn phù hợp với holder, bạn phù hợp với việc đầu tư dài hạn bằng cách làm thế nào? Bằng cách là bạn nhìn vào cái xu hướng dài hạn trong 10 năm, 15 năm, bạn đánh cược vào xu hướng đó. Bạn dùng cái dòng vốn cực kỳ dài hạn của bạn mua và nắm giữ những tài sản tốt, ví dụ như là những cổ phiếu cơ bản thật là tốt, ví dụ như là những cái tài sản thật là tốt có khả năng sinh lời, thì trong 15 năm bạn sẽ đánh bại được thị trường bằng những cái tỷ suất sinh lời rất là đáng kinh ngạc. Nhưng mà thay vì như vậy, bạn lại bỏ ra một thời gian là bán thời gian, bạn không đầu tư vào kiến thức, không đầu tư vào phương pháp mà bạn nhảy vào việc là mua đi bán lại, mua con này bán con kia, mua theo hội nhóm, mua theo phím hàng hay là mua theo lời của người kia, và thế là bạn thua lỗ, đúng chưa ạ? Thì ngay đầu tiên chúng ta đã chọn sai cuộc chơi mất rồi. Đấy là cái việc ý thức được khi mà chúng ta lựa chọn làm nhà đầu tư dài hạn hay chúng ta lựa chọn làm trader nhé. Rồi, và cái lý do đầu tiên khiến cho một người trader ấy, kể cả khi bạn làm trader rồi ấy, bạn vẫn có thể thua lỗ, tức là cái lý do đầu tiên khiến cho họ thua lỗ là họ tắt tay ngay trong giao dịch đầu tiên. Tắt tay tức là gì? Anh này ấy, thì anh ấy nghĩ rằng là thị trường đang diễn biến đúng như những cái gì mà anh ấy suy nghĩ, đúng như những gì mà tôi đang phán đoán, đúng chưa ạ? Và full margin luôn, full margin luôn trong giao dịch đầu tiên, và có thậm chí là lần đầu lãi rất to, lần thứ hai cũng lãi rất to, và lần thứ ba cũng thế, lãi rất to. Nhưng đến lần thứ tư, lần thứ năm chỉ một lần fail, một lần sai là cháy luôn tài khoản, mất luôn tài khoản, thế là đi bụi luôn. Và thế là thất vọng, buồn bực về bản thân mình, không tin vào bản thân mình nữa, mất niềm tin vào thị trường, cho rằng là lái bẩn, cho rằng là thị trường này là đều giả, cho rằng là thị trường này toàn là bọn lừa đảo. Thế nhưng mà anh ta không hiểu rằng cái bản chất của thị trường đầu cơ ngắn hạn ấy là chúng ta không tài nào đoán đúng được thị trường 100%. Bạn có đoán giỏi lắm ấy thì chỉ đoán được 70%, 80% mà thôi. Còn lại thì có rất nhiều nguyên nhân ở ngoài khiến cho chúng ta không tài nào đoán đúng được, đúng chưa ạ? Và nếu mà bạn tất tay ngay những giao dịch đầu tiên này ấy, thì cho thấy rằng bạn là một con bạc. Bạn đánh bạc với thị trường, bạn đánh bạc vào may rủi nhiều hơn là bạn đoán đúng. Còn những nhà đầu cơ bài bản, chuyên nghiệp thì họ không bao giờ họ làm như này. Họ sẽ chia nhỏ giao dịch ra, ví dụ có thể vào lần đầu tiên 5%, 10% tài khoản, và nếu thấy nó đúng thì có thể là tiếp tục vào thêm, và nếu mà sai thì cắt ngay lập tức, đúng chưa ạ? Và họ sẽ có nhiều cơ hội để họ làm lại. Họ có nhiều cơ hội thì họ cắt lỗ liên tục, cắt lỗ thường xuyên nếu mà sai. Nhưng họ khi họ đúng ấy, thì họ gồng lãi cực kỳ nhiều và để cho giao dịch đó chạy mãi. Và thậm chí là lãi gấp rất nhiều lần tài khoản. Đấy là cách của người đầu cơ đúng, đúng chưa nào?
Và chính vì cái quá trình mà bạn tất tay những giao dịch đó ấy, thì bạn để lại những cảm xúc trong lòng cực kỳ tiêu cực. Những cảm xúc như bạn quá tự tin, những cái việc là bạn quá cay cú hay là bạn không có kỷ luật, thì có rất nhiều lý do dẫn cho đến cái việc là bạn tất tay trong giao dịch đầu tiên là như vậy. Thì cần hết sức tránh cái này nhé. Một cái lý do thứ hai nữa cũng rất phổ biến, đó là bạn tăng trạng thái khi đang lỗ. Tăng trạng thái khi đang lỗ tức là gì? Tức là bình thường á, chúng ta có 100 triệu, chúng ta vào 25 triệu, chúng ta bị lỗ. Nhưng bạn không tin vào việc là bạn đã đoán sai, đúng không ạ? Bạn tin vào chỉ lỗ một tí thôi, lát nữa sẽ quay trở lại và mình sẽ win, đúng chưa ạ? Bạn tiếp tục vào 50 triệu, 75 triệu, lại lỗ tiếp. Bạn không tin, full margin luôn, full 100 triệu luôn, để tí nữa gỡ lại luôn. Và gồm là đi bụi luôn, thị trường rớt một phát oạch, cái đoành, cái tài khoản bạn cháy luôn. Và bạn lỗ rất là nhiều, lỗ đến mức mà bạn bỏ bê, bỏ tài khoản luôn. Bạn không theo dõi nữa, mà để đến cho nó cháy. Đấy là trường hợp rất nhiều, rất phổ biến. Mà cú ban đầu ngày xưa cũng bị như thế. Đúng chưa ạ? Chúng ta tăng trạng thái khi đang lỗ, chúng ta đã lỗ rồi, chúng ta không chịu nhận sai, chúng ta cố tình đi ngược lại thị trường, chúng ta bảo rằng là thị trường sai, thằng market maker kia mày láo, anh mới đúng cái này, và cuối cùng nó vả chúng ta sấp mặt luôn. Đúng chưa ạ? Thì khi bạn lost rồi á, bạn cần phải giảm trạng thái của bạn xuống. Cái cột bên trái này, cái cột bên trái này là khi bạn lost, tức là bạn đang lỗ, bạn cần phải giảm trạng thái xuống hoặc là cắt lỗ thì khả năng win của bạn mới cao được. Còn khi bạn lost rồi ấy và bạn cứ tăng trạng thái của bạn ấy thì chỉ có là bạn đi bụi thôi. Lost hoàn lost và đi rất là nhanh. Hoặc bạn đúng một vài lần, nhưng những lần sau một cái giao dịch quyết định, một cái giao dịch gọi là cái để đời của bạn ấy, thì bạn sẽ bay tài khoản luôn. Đúng chưa ạ? Vậy thì cái nguyên tắc thứ hai nữa là tăng trạng thái khi đang lỗ. Bạn cần phải bỏ qua cái việc mà sai lầm như này. Chỉ được tăng trạng thái khi mà lãi thôi nhá. Còn khi mà lỗ rồi thì một là chờ, hai là cắt. Ok chưa ạ? Rồi. Đừng mà quá tự tin vào một giao dịch nào đó, mà hãy tin rằng ấy là mình chả là cái gì cả. Mình thà là mình lau nước miếng hơn là mình lau nước mắt nhá. Lau nước miếng tức là thà bỏ qua cơ hội ấy, còn hơn là lau nước mắt tức là bập vào rồi mình chết, cắt lỗ, đau đầu lắm, mệt mỏi lắm nhá. Rồi. Cái nguyên nhân thứ ba phổ biến nữa là nguyên nhân là không chấp nhận mình sai. Đúng chưa ạ? Bạn phải hiểu rằng có những người IQ max đoán đúng 90%, nhưng mà chỉ có 10% sai thôi là fail. Tức là những người này họ bảo thủ, họ nghĩ rằng mình phải là bố của thị trường cơ, cái gì mình phải đúng cơ. Một lần sai là không chịu được, chấp nhận được. Hoặc vì một lần sai vì cảm xúc quá, lỡ vào nhiều quá. Đúng chưa ạ? Bình thường thì vẫn cắt lỗ rất là tốt, nhưng vì một lần nào đó quá tự tin và vào nhiều hơn bình thường, tức là qua cái ngưỡng cắt lỗ của mình rồi, thị trường giật qua ngưỡng cắt lỗ mất rồi, và lỡ không đặt cắt lỗ, thế là thôi không cắt nữa, vẫn phân tích, vẫn đi bấu víu vào những cái giả thiết cũ, đi tìm những người ủng hộ, tìm những người hỗ trợ, đi tìm tài liệu để ủng hộ cho cái quyết định của mình là sai, và thế là fail, lại cũng đi bụi luôn. Đúng chưa ạ? Bạn hãy đảm bảo cái sự cân bằng của mình. Thị trường không cần những cái người IQ giỏi đâu, như ngài Peter Lynch hay là rất nhiều người khác, những nhà đầu tư dài hạn và đầu cơ xanh sỏi trên thị trường ấy. Cái quản trị cảm xúc là vô cùng quan trọng. Bạn không cần phải có trí thông minh tuyệt vời để chiến thắng thị trường. Đúng chưa ạ? Bạn chỉ cần có cái IQ bình thường mà thôi, và cộng với việc là quản lý cảm xúc, chấp nhận, linh hoạt, kỷ luật, thì bạn sẽ chiến thắng thị trường. Cái nguyên nhân thứ tư nữa, nghe thì rất là buồn cười, nhưng mà nhiều bạn cũng mắc phải, đấy là giao dịch khi không tỉnh táo. Không tỉnh táo tức là gì? Tức là khi mà tâm lý của chúng ta ấy không tỉnh táo. Bạn uống rượu, uống bia, xong đi vào lệnh. Bạn cãi nhau với đồng nghiệp, cãi nhau với các bạn bè, xong vào lệnh. Bạn có chuyện gia đình, xong bạn vào lệnh. Đúng chưa? Kiếm tiền thì rất là khó, mất tiền cực kỳ dễ. Thế nhưng bạn tại sao những cái người đấy cẩu thả như vậy? Bởi vì họ là nô lệ cho cảm xúc, họ để cảm xúc điều khiển mình. Uống bia, uống rượu bạn bè xong, chém gió về con nọ con kia xong, gái gú, phim ảnh các thứ xong, đi vào lại cãi nhau bung bét xong, cảm xúc đang bực mình thế vào lại. Bạn không biết rằng chúng ta có những quyết định khác nhau hoàn toàn khi chúng ta có những cái trạng thái cảm xúc khác nhau à? Đúng chưa nào? Có rất nhiều trạng thái cảm xúc, mà phổ biến là 6 trạng thái cảm xúc rất là quan trọng. Chúng ta phải ý thức được rằng mình đang trạng thái cảm xúc nào. Đúng chưa? Khi chúng ta không bình an, khi chúng ta không thoải mái, khi chúng ta không cảm thấy tự tin, thì chúng ta đừng có bao giờ vào lệnh. Nhưng mà rất nhiều bạn mới vào, và thậm chí cả một số nhà đầu tư gạo cội nữa, nhưng mà để cho cái cảm xúc nó lấn át quá nhiều, nó vào mà gây ra những cái hậu quả vô cùng nghiêm trọng nhá. Thì phần này là rất hy vọng các bạn nào mà chưa gặp phải thì cần phải ý thức được, hoàn toàn tránh. Không thì các bạn có thể tránh ngay tài khoản đấy. Vì khi mà chúng ta vào như này, chúng ta hay có xu hướng là vào nhiều xong là vào kiểu rất là vô tổ chức,
không thèm cắt lỗ, không thèm chốt lời gì cả. Và đến khi mà chúng ta bị trượt qua ngưỡng rồi là chúng ta bỏ bê luôn đấy, là đi bụi luôn đấy nhá. Rồi, cái thứ năm nữa là cái tâm lý ngưỡng gạt. Đã fail một lần rồi, bảo là bố mày có fail một lần nhưng mà lần sau bố phải đúng, bố phải lấy cái nhà chúng mày về làm vệ sinh nhà bố đấy. Thì cái tâm lý ngưỡng gạt này là khiến cho bạn chuyển sang là tất tay rồi bỏ qua nguyên tắc thì rất là mệt mỏi. Bạn phải biết rằng ấy, là thị trường ấy, nó diễn ra cái ý muốn của nó, mà không quan tâm bạn là ai, mà không quan tâm bạn là tổng thống Mỹ hay là chủ tịch nước, đúng chưa ạ? Bạn không quan tâm bạn là anh cú hay là thằng cú hay là con cú, mà không quan tâm bạn là ai, mà nó vẫn diễn biến theo những cái tiêu chí từ ngàn đời nay của nó, đúng không ạ? Thông tin cơ bản, thông tin vĩ mô, dòng tiền, lợi nhuận doanh nghiệp, thông tin đầu cơ, nhà cái, tất cả những cái đó chúng ta học được để làm gì? Chúng ta học kiến thức, chúng ta có nguyên tắc, chúng ta có phương pháp, chúng ta cứ tuân thủ và chúng ta thắng. Còn nếu chúng ta lỗ, chúng ta chấp nhận nó một cách nhẹ nhàng, buông bỏ nó đi, bỏ qua nó đi, và chúng ta quay lại phương pháp thì chúng ta sẽ lại thắng. Còn nếu bạn mà gỡ gạt nó, bạn lại cho rằng là bạn giỏi hơn nó, bạn lại cho rằng là bạn phải làm thế nọ, phải làm thế kia, thì vô hình chung bạn đặt mình vào cái vị thế áp lực không đáng có và chúng ta lại đi thua lỗ, đúng chưa? Đấy, thì năm cái nguyên nhân này mà Cú đã từng trải qua, cũng từng bị mất tài khoản, cháy tài khoản, bay tài khoản cả trong rất nhiều thị trường rồi. Cú nghĩ rằng khi mà chia sẻ có thể giúp cho các bạn nào mà cảm thấy mình sẽ là một nhà đầu cơ phù hợp, mình là một nhà đầu tư thành công, thì các bạn hãy cố gắng để các bạn ý thức được những điều này nhé. Hãy lưu lại nó trong cái video về đầu tư của mình, của bạn ấy, bấm nút save, save lại, để khi mà chúng ta gặp phải cái sai lầm nào đó, chúng ta có thể bỏ ra, chúng ta xem lại, và khi đó chúng ta sẽ thành công hơn trong cái cuộc đời đầu tư nhé. Thị trường tài chính là một thị trường vô cùng tuyệt vời, sẽ giúp cho bạn kiếm rất là nhiều tiền, tự do tài chính sớm, nhưng mà nó chỉ đến, thành công chỉ đến với bạn ấy khi bạn tránh được năm cái nguyên nhân này. Ok nhé. Nếu bạn thấy video này của Cú hay thì hãy bấm vào nút like và chia sẻ nó. Còn nếu thấy nó không hay thì bấm vào nút dislike và comment cho biết làm sao để làm nó hay hơn nhé. Xin chào bạn và chúc bạn thành công.